sau khi ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19, bệnh nhân 14245 là giám định viên xăng dầu công ty vận tải Phát Đạt liên quan đến nguồn lây trên chuyến xe khách Bắc Nam biển kiểm soát 15B03684 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thì vào sáng sớm nay, thành phố Cẩm Phả ghi nhận thêm một ca F0 trong cộng đồng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Petro Bình Minh tại phường Mông Dương là F1 liên quan đến bệnh nhân 14245. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cẩm Phả đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành phố nhanh chóng rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3, tiến hành phun khử khuẩn tại các điểm nơi bệnh nhân đến, thông báo khẩn tìm người đã tiếp xúc với ca F0 tại các địa điểm. Quán lẩu gật gù tại tổ 7 khu 8 phường Mông Dương, cà phê cây sấu tại tổ 4 khu 12 phường Mông Dương, quán bia Uyên Thuy tại tổ 1 khu 12 gần cầu sắt phường Mông Dương ngày 20 tháng 6. Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả khoảng thời gian từ 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 23 tháng 6. Quán cắt tóc Tùng Phượng tại tổ 9 khu 7 phường Mông Dương, quán rửa xe máy tại nhà của ông Vũ Đức Tuấn, trú tại tổ 1 khu 8 phường Mông Dương. Xe taxi biển số 14A54548 do Nguyễn Đăng Viết, trú tại tổ 1 khu 2 phường Mông Dương điều khiển. Phòng khám gia đình Anh Tráng tại tổ 1 khu 12 phường Mông Dương chiều ngày 23 tháng 6. Các khoa chụp X-quang siêu âm, phòng thu viện phí, khoa răng hàm mặt bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả ngày 23 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Cơ quan chức năng đề nghị những người liên quan đến các địa điểm trên cần liên hệ với đường dây nóng báo dịch 1800 9214 hoặc cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch.